Đây, đây là con mini Baja nè. Shop đã là nâng cấp lắp đèn cho em nó nha. Đèn ba sáng luôn nha. Rồi, nâng cấp bô giảm thanh cho em nó luôn. Đây, đây là bô giảm thanh nha. Rồi á, chúng ta đổ nhớt vô á, nếu mà chúng ta pha theo tỷ lệ là 1/50 á thì chúng ta pha đổ bên vạch này, còn nếu chúng ta pha theo tỷ lệ 1/25 á là canh theo vạch bên trái á. Ở đây là vạch 0.5 là nửa lít nè, thì đổ vô nửa lít nhớt ở bên này và nửa lít xăng ở bên này. Nhớt thì chúng ta sử dụng lại nhớt cái hai thì bất kỳ hiệu nào cũng được, ví dụ như đây là Castrol 2T nè ha. Giờ chúng ta đổ nhớt vô trước nè. Đổ vô vạch canh theo vạch 0.5 bên trái nè ha. Xe mới thì chúng ta đổ nhiều nhớt để cho nó mát máy. Sau khi mình rô đai xong thì mình có thể giảm tỷ lệ nhớt xuống. Rồi, bên bên trái này chúng ta đổ xăng vô. Canh theo vạch 0.5 ha. Canh theo vạch 0.5 nè. Rồi sau khi đổ xăng vô trong xe thì chúng ta bóp bấm bấm ngay chỗ má xe nè, để cho nó xăng nó bơm lên trên cái quạt khí ha. Đó, bơm đầy vô trong máy là ok. Nếu máy có nổ á, thì chúng ta gạt xuống dưới cột gió này, nó có vạch này, cột gió này là làm gạt xuống là đóng nè ha. Còn dễ nổ thì ta gạt lên, nó gạt xuống và giật một hai cái để cho nó hút gió, nó hút xăng vô trong máy, rồi gạt lên để thông gió để nổ máy nè ha. Sản phẩm có bán tại website linhnguyenco.com hoặc là anh em lên Google search Linh Nguyên Hobby ha. Số điện thoại có trên màn hình video nè. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ nha.